Hello anh em, chào mừng em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Video buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ đổi gió một chút nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh em sản phẩm là áo da thật nhá. Áo da thì của Nam trong cái kiện hàng của Nhật và của Hàn nhá. Thì 100% là da thật, chủ yếu là da bò và da cừu anh em nhá. Và hàng thì nó sẽ chủ yếu là hàng sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Italy nhá. Thì hôm nay em sẽ đồng giá là 1,2 triệu cho một sản phẩm nhá. Vẫn là free ship toàn quốc cho anh em nhận hàng thì vẫn có thể là mở hàng ra kiểm tra mặc thử thoải mái nhá. Nếu mà không ưng không hài lòng thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em, thanh toán giúp em là 30.000 tiền là ship phí hoàn về nhá. Hôm nay em lên khoảng 20 mã thôi, từ mã T nhá, T1 đến T20. Rồi, mã đầu tiên em lên cho anh em con áo da, con này của Les Mou Paris này. Đây, size của nó là size M nhá, size M này. Đây, con này của nó là chất liệu da bò nhá, chất liệu da bò này. Tất cả áo thì là em đã làm da vệ sinh hết rồi. Đấy, đây là các anh chú bác mình là về chỉ việc mặc thôi. Đấy, con này của nó là chất liệu da bò nhá. Của nó là size M nhá, vai 45 bụng 54, dài áo là 67 nhá. Dài áo là 67, mã T1 nhá. T1. Đây, con áo da bò. Đây, qua kéo thứ còn rất là ngon nhá. Đây, áo kiểu có cổ mặc trông rất là lịch sự luôn anh em nhá. Đây. Như em là em mặc vừa in anh em ạ. Thì là em 1m65-55 cân, là con này vừa in nhá anh em nhá. Đây trên này có một cái túi nhá. Đấy. Quá kéo thì nó là khóa đồng nhá, của KH này, rất xịn luôn nhá. Bên trong thì nó sẽ có hai túi này, một túi bên này là quá kéo này. Đấy, còn một túi bên này là có cúc bấm này, cúc này. Đấy, có cúc này. Đấy, còn bên trong thì nó là chỉ là cái lót đấy thôi, kiểu lót lớp gió, gió mỏng. Đây, con này là mã T1 nhá, da bò. Con này của Les Mou Paris này. Vai 45 bụng 54, dài áo là 67 nhá. Đây, đây có một cái tag này, nó này. Đây, một cái tag ở đây. Con này thì em thấy không thấy ghi made in ở đâu anh em ạ. Thì nó chỉ ghi mỗi Les Mou Paris thôi. Khả năng là cũng là sản xuất ở Pháp luôn nhé. Đây, độ mới con này thì nói chung là cũng hoàn hảo nhá. Da cũng không rách xước, không lỗi nhỏ đâu anh em nhá. Mã T1 nhá, T1. Túi hai bên của nó thì là túi thường thôi, không có khóa kéo nhá, không khóa kéo đâu anh em nhá. Đấy, mã T1 này. Mã tiếp theo nhá, em lên cho anh em một con Demi Dew. Đây. Con này là một con áo da cừu nhá, áo cổ trụ da cừu này. Đây, size của nó ghi ở đây là size L nhá, size 2L luôn ạ. Size 2L luôn. Đây, da cừu thì nó rất là mềm nhá. Trên này là có khóa kéo này. Khóa này là khóa đồng thường đó, không lấy gì, không lấy dập hiệu gì đâu anh em ạ, không lấy dập hiệu gì. Trên này là có một cái cúc này, đấy, cúc móc vào, đằng sau nó trơn nhá, đằng sau của nó trơn hết này. Túi hai bên thì nó cũng là túi thường nhá, không có khóa kéo đâu anh em, không có khóa kéo đâu. Đây, tay của nó này, bên trong nó làm lót trông cực kỳ đẹp luôn nhá, áo độ mới rất là cao, đây. Đấy, nó làm một họa tiết rất là đẹp luôn, từ trong ra ngoài luôn. Đằng sau thì nó có hai cái đai này, hai cái đai này. Đây, trông rất là khỏe khoắn. Đây, tag đây. Con này là hàng của Nhật nhá. Con này là hàng hàng nội địa của Nhật Bản anh em này, tag Nhật này. Đây, da cừu nhá, da cừu nhá. Con này là mã T2 nhá, T2. Vai 42 bụng 51. Dài áo là 61, dài tay là 60. Dài tay là 60. Đây. Cái con này là em mặc nó cũng vừa luôn này. Đây. Đấy. Em mặc nó cũng vừa in luôn. Quả kéo thì còn ngon, rất ngon luôn. Con này thì anh em cứ tầm 1m65 cho em nhé. 1m65. 1m65 mà tầm em là tầm 55 cân mặc là ngon luôn. Đây. Em cứ lên quanh tầm đấy cho em nhé. Mã T2. Con này là bên trong mà không có túi đâu. Bên trong mà không có túi đâu anh em nhé. Mã T2. Mã tiếp theo này. Một con da cừu tiếp nhá. Một da cừu tiếp. Ambitious. Đây, mà nào da cừu nhá. Áo kiểu cổ bẻ. Đây, con này cũng khóa kéo của KH nhé. Có khóa kéo ở bên này này, có túi khóa kéo bên này nhá. Thế còn hai bên của nó thì là đều túi thường thôi, không có khóa kéo đâu. Tay áo này, đây, là có khóa kéo này. Đằng sau cũng có đai nhá, đằng sau cũng có đai này.
hóa rất mượt luôn. Bên trong này, bên trong của nó là trần bông mỏng. Đây, trần chám này. Đây, có một cái túi đây anh em nhé, có cái túi này. Đây, tát đây. Con này là cũng hàng của Nhật nhé. Đây, cũng hàng của Nhật. Và da của nó là da cừu. Con này mã T3 nhé. Vai 44, bụng 52. Dài áo là 65 nhé. Và dài tay là 62 nhé. Mã T3. Mã T3. Da cừu nha anh em nhé. Da cừu. Đây, ui, toàn form áo như các em. Và con này thì anh em có thể là tầm khoảng độ 1m ra đây. Tay của em như này này. Đây anh em này. Đấy, thì anh em có thể là tầm 1m68. 1m68 đổ lại cho em nhé. 1m68 đổ lại này. Đấy, và cân nặng thì có thể là tầm khoảng độ 65 cân, 65 cân đổ lại cho em nhé. Mã T3 nhé, da cừu nhé. Vai 44, bụng 52, dài áo là 65, dài tay là 62 nhé. Ở mã tiếp theo này, em lên cho anh em một con. Con này dày lắm, con này da bò, nặng lắm. Marco Polo. Con này hình như hàng của Ý. Marco Polo Design, ví dụ từ năm 1967 này, không thấy ghi là sản xuất ở đâu anh em ạ. Size đây ghi là size 52 nhé, size 52 này. Bên trong của nó thì là nó có lót, cái lớp lót này là như là kiểu sợi len nhé. Ghi ở đây là bên trong lót như là sợi viscose, như là len nhé. Đây, tác tiếc mới tinh. Con này của nó da bò đấy anh em nhé, da bò đấy. Trong này có một tác heo này. Marco Polo. Con này là mã T4 nhá. T4 này, vai 47, bụng 52. Dài áo là 63 nhá. À, dài áo là 68 và dài tay là 63 nhá. Mã T4. Đây, đằng sau của nó này. Con này mới lắm, tình trạng nó chất tầm khoảng độ trên 90%. Túi của nó có khóa kéo nhá. Đằng sau này, đằng sau thì nó là trơn này. Ở mã T4 nhá. Vai 47, bụng 52. Dài áo là 68 nhá và dài tay là 63. Dài tay là 63 nhá. Đây, con này dày dặn lắm, da bò ấy. Da bò nha anh em nhé. Đây, có khóa kéo bên này này. Cũng cái kiểu dáng rất basic, rất là cơ bản này. Đây, khóa rất là ngon. Tác này không đi ghi made in ở đâu anh em ạ. Không đi ghi made in ở đâu. Đây, bên này có một cái túi nhé. Hai túi bên này này. Một túi bấm này, một túi đang dính này. Ở bên này cũng có một cái túi nữa nhé. Bên này có một túi nữa này. Đây, hết tác rồi. Hai bên này đều khóa kéo nhá, túi hai bên này đều khóa kéo hết này. Đấy. Áo rất là dày dặn luôn, áo da bò. Con này là mã T4 nhá, vai 47, bụng 52, dài áo là 68, dài tay là 63 nhá. Tiếp theo này, em lên một con là của Mr. Fanwear. Con này một con áo của Nhật nhá, con này của Nhật. Da của nó da bò. Đây, tác Nhật này, mới tinh này. Áo cổ trụ nha anh em nhé. Áo cổ trụ da bò này. Đây, có túi ở trên này. Túi hai bên này là túi thường rồi. Sau đó có cái đai nhé. Đây, đai cũng bấm này. Hai bên nhé. Đai của nó cúc đều dập Nike hết nhé. Dập Nike hết. Đây, khóa kéo vào tay này. Đây, trong nó làm màu rất đẹp luôn này. Đây, đây có một cái túi nhá. Con này là mã T5 nhá, T5. Áo là con này size nhỏ này, vai 41, bụng 51. Dài áo là 61 nhá và dài tay là 60 nhá, mã T5. Con áo da bò. Con này dài là có 61 thôi. Con này mặc kiểu ngắn như em mặc thì vẫn là ok, vẫn là vừa nhá. Mặc nó sẽ hơi bó một chút vì là em là cũng 55 cân, anh em là tầm khoảng 50 cân cho em nhá. Tầm 50 cân mặc là ok. Mặc nó hơi bó một tí. Anh em cứ dưới 1m65 khoảng tầm 50 cân cho em nhé. 50-52 cân là mặc là ok. Ở mã T5 nhé. Vai 41, bụng 51. Dài áo là 61, dài tay là 60. Ở mã tiếp theo này, em lên một con áo. Con này là Doplo. Một con áo hàng made in Korea, là một thương hiệu của Ý nhé. Đây này, hiệu của Ý anh em này. Con này rất xịn luôn này, tác da của nó này rất xịn luôn nhá. Made in Korea, mà thương hiệu của Ý. Con này của nó là da cừu nhá,
nó da kiều rất mềm. Đây, túi có khóa kéo này. Đây, túi hai bên của nó thì là túi thường, không có khóa kéo đâu. Tay áo này cũng có khóa kéo nhá. Ở độ mới con này thì cũng tầm khoảng độ trên 90, áo còn rất là mới. Đây, có túi này. Tag của nó đây, con này hàng Made in Korea. Made in Korea nhưng mà tem bằng tem Nhật, hàng xuất Nhật. Đây, đằng sau là, đây đằng sau nó có hai cái đai bên này. Đây, một con áo kiểu basic đơn giản thôi. Mã T6 nhá, vai 43, bụng 52, dài áo là 63 nhá, và dài tay là 61. Mã T6 nhá. Đây, em mặc con này đang vừa luôn. Đây, rất đẹp luôn. Đây, quá rất mượt luôn này em ạ. Mã T6 nhá, vai 43, bụng 52, dài áo là 63 nhá, dài tay là 61. Dài tay là 61. Mã tiếp theo này, em lên một con này da bò nhá. Con này của Pier Bonne. Con này hàng của Ý nhá. Này là made in, bị cắt mất rồi. Con này bị cắt mất cái made in đâu rồi, mà tem của nó tem Nhật nhá. Đây, tem nó rất là mới này. Có chữ made in đấy bị cắt mất rồi. Cắt mất một nửa mất cái tem này. Đây, Pier Bonne, con này như sản xuất. Em nhìn con này, đây em xem nào. Chắc là hàng hoặc Ý đó, trong kiện hàng này. Đây, độ mới cũng còn trên 90 nhá. Áo rất là mới, con này da bò nhá, da bò rất nặng này. Mã T7 nhá, vai 44, bụng 53, dài áo là 63 nhá, dài tay cũng là 63 nhá. Mã T7, T7 nhá anh em nhá. Này bên trong làm rất đẹp này, có túi này. Trên này là chật bông. Con này mã T7 nhá, vai 44, bụng 53, dài 63, tay cũng 63 luôn. Đây, con này tay em hơi dài, em là tầm 1m7 mặc cho em được. Khóa kéo của KH luôn. Rất chiến luôn anh em ạ. Đây, bên này có túi này. Đây, có túi này, khóa kéo này. Đây, đây có một túi này, hai túi hai bên này. Mã T7 nhá, da bò đấy. Vai 44, bụng 53, dài 63, dài tay là 63 nhá. Tiếp theo này. Đây con này made in Italy này. T8 con này da bò nhá. Con này da bò này. Áo cổ trụ da bò này. Đây, đằng sau của nó là cũng có hai cái đai này, hai cái đai này. Đây, tay khóa kéo nhá. Khóa này khóa của IKK luôn này. Đây, này có cúc bấm ở trên này. Đây, khóa này cả bộ khóa đây là của IKK, khóa đồng hết nhá. Trong trần bông này, làm các cái họa tiết của nó rất đẹp luôn em nhìn này. Này, dao này nó làm các cái họa tiết cực kỳ đẹp luôn nhá, rất chất luôn. Này, con này là made in Italy nhá. Đây, tag của nó đây. Này, con này là thương hiệu là Cristiano Di Gene. Đây, hiệu này em cũng không dành lắm. Áo cổ trụ. Đây, mặc lên rất sang luôn này em ạ. Đây, rất chiến luôn này. Con này nói chung độ mới hoàn hảo nhá, không sách rước ở đâu, mới lắm. Con này mã T8 nhá, vai 42, bụng 50, dài áo là 62 nhá, dài tay là 61, mã T8. Vai da bò anh em ạ. Tiếp theo này, em lên con áo da bò tiếp nhá. Đây, da bò ạ. Đây, khóa của nó đây, khóa màu đen. Đây, cả bộ khóa màu đen. Con này là đây. Con này là Polenot này. Đây, một con áo cổ trụ tiếp nhá. Đây, con này là hàng Hàn Quốc, Made in Korea, em Hàn nhé. Bên trong thì con này nó làm đơn giản lắm, con này nó không có túi đâu anh em nhé. Đây, nó làm đơn giản, nó không có túi đâu. Túi hai bên nó cũng không có khóa kéo đâu. Con áo nó làm kiểu basic rất đơn giản thôi, áo cổ trụ. Đằng sau thì cũng có hai cái đai.
Con này mã T9 nhé, vai 43 bụng 48, dài áo là 64 nhé, và dài tay là 61 nhé, mã T9 nhé. Con nào da bò này, kiểu cổ trụ đơn giản thôi anh em nhé. Mã tiếp theo này, em lên con áo, con này là một con da cừu này, con da cừu cho anh em nhé. Cũng kiểu áo cổ trụ đơn giản thôi đây. Con áo da cừu nhé. Đây, tay của nó thế này. Đây, có khóa kéo đây nhé, khóa kéo ngực này, đằng sau này. Sau nó cũng trần bông nhé, đây. Tag của nó đây, tag mới tinh nhé, con này cũng hàng Hàn Quốc nhé. Đây, tag mới tinh luôn. Con này là mã T10 này, vai 42, bụng 51, dài áo là 62 nhé, dài tay 58. Con da cừu nhé, da cừu mềm lắm. Độ mới của tầm con này trên 90. Túi hai bên là cũng đây, túi hai bên là cũng không có khóa kéo đâu. Mã tiếp theo nhé, em lên cho anh em một con da cừu này, con da cừu nhé. Đây, cũng kiểu áo cổ trụ này. Đây, con này của Chicalem. Đây, tác da nhé, tác nó ra đây. Con này mã T11 này, vai 43, bụng 52, dài áo là 64 nhé, dài tay là 60. Dài tay là 60 này. Con áo da cổ trụ, đằng sau của nó cũng có đai nhé. Đây, đằng sau nó cũng có hai cái đai này. Đây, tay áo này, khóa kéo nhé. Đây, khóa kéo thế này. Túi hai bên thì cũng không khóa kéo đâu. Bên trong làm lót rất là đẹp luôn này. Đây, bên trong con này là lót gió nhé, lót gió đấy. Túi này có cúc bấm này. Đây, tag của nó đây. Con này là hàng Nhật nhé, tem Nhật anh em ạ. Mã T11 này, vai 43, bụng 52, dài áo là 64, dài tay là 60 nhé, dài tay 60. Con này thì em mặc tương đối là vừa. Đây, con này em mặc là vừa luôn này. Đây. Đây, con này nó hơi rộng anh em nào. Con này cũng ngoài tầm 1m68 đổ lại cho em nhé. Cân nặng thì khoảng độ tầm khoảng 65 cân đổ về cho em. 65 cân đổ về nhé. Mã T11 nhé, vai 43, bụng 52, dài áo là 64, dài tay là 60. Tiếp theo này, em lên cho anh em con này Genus Laser, da Genus. Con này là một con da bò nhé, da bò anh em này. Con này là tem Nhật này. Đây, hàng của Nhật nhé. Đây, vai của nó là hai cái đai được cổ vai này, sau thế này. Tay của nó có khóa kéo nhé, độ mới vẫn ok, không rách xước gì. Đây, độ mới trên 90, rất là mới luôn. Đây, con này là có túi hai bên đều có khóa kéo nhé. Đây, túi hai bên đều khóa kéo này, trên này nó không có, bên trong là lót gió. Bên trong lót gió đơn giản, nó không có túi nhé anh em nhé, không có túi đâu. Đây. Đây, khóa kéo nó rất là tốt nhé, khóa đồng. Đây, con này theo cái phong cách rất đơn giản. Đây, con này em mặc vừa nhá. Anh em nào cứ tầm 1m65 cho em, tầm 1m65, loanh quanh 1m65, tầm dưới 60 cân mặc cho em nhé. Ở đây, bên này có một cái túi này. Đây này, một túi khóa kéo bên này nhé. Đấy, ở bên này. Con này là mã T12 nhá. Vai 42, bụng 51, dài áo là 63 nhá. Dài tay là 60. Con này da bò nhá, mã T12. Tiếp theo này, em lên một con áo cổ trụ tiếp nhé. Cổ trụ tiếp này. Size đây ghi là size 2L này. Size 2L. Đây, con này là áo da cừu. Đây, rất là mềm luôn, cực kỳ là mềm luôn nhé. Đây, trên này có một cái túi khóa kéo này. Tay nó cũng có này, có khóa kéo đây anh em nhé. Đây, con này nó kiểu basic đơn giản thôi. Hai túi hai bên này đều là không có khóa kéo đâu. Túi không khóa kéo đâu bên trong này. Đây, bên trong trần bông. Con này là mã T13 nhé. Vai 43, bụng 51, dài áo là 60 nhé. Tay cũng dài 60, mã T13. Da cừu nhé, vai 43, bụng 51, dài áo là 60, dài tay là 60 nhé. Tiếp theo này, lên cho anh em một con áo da cừu tiếp này. Đây, cũng
áo kiểu áo cô bé mà form dáng rất là basic. Đây, sau đó có đai này, tay cũng thế nhá, tay cũng có quạt kéo này. À, con này là mã T14 nhá, vai 46 bụng 50, giá áo là 64 nhá, dài tay là 62. Đây, đây có một cái túi này. Đây, tag của nó đây. Con này thì hàng của Nhật nhá. Đây, của nó ghi trên này là địa chỉ Tokyo, Nhật anh em nhá. Áo của Nhật. Ở mã T14 nhá, vai 46 bụng 50, giá áo là 64, dài tay là 62 nhá, dài tay 62. Đấy, mã T14 này. À, tiếp theo này, mã T15 một con da cừu nhá. Da cừu, áo cổ bẻ da cừu này anh em này. Mềm lắm, độ mới trên 90. Đây, anh em xem này, mới lắm. Đây, nó cũng form dáng như vậy nhá, có túi đây này, hai túi hai bên nhá. Tay này cũng có khóa kéo này. Đây, khóa con này khóa đồng thường thôi. Đây, bên trong lót gió này, đây có một cái tag này. Tag này có túi có cúc bấm đây này. Bên này trơn. Đây, Mr. Fengua. Đây, tag của nó đây. Con này made in Korea nhé. Con này made in Korea. À, da cừu nhá, mã T15 này. Vai 42, bụng 52, giá áo là 63 nhé. Dài tay là 61, có da cừu nhá anh em nhé. Da cừu. Đây, tay có khóa kéo này. À, mã tiếp theo nhé, con này của Nosamau, size 100. Con này là size 100 anh em nhé, size 100 này. À, một con này là con này da cừu nhé. Con này có da cừu này. Con này kiểu đơn giản đó, túi hai bên này. Đây có túi hai bên và không có khóa kéo nhé. Bên trong một lót gió. Đây, tác nó đây. Con này là cũng hàng Hàn Quốc, made in Korea anh em nhé, made in Korea. Size đây là size 100. Đằng sau nó không có đai đâu, kiểu đơn giản nhé. Tay thì nó có cũng không có khóa kéo đâu. Đây, con này kiểu rất là basic, tay không có khóa kéo đâu, kiểu áo cổ trụ rất đơn giản thôi. Đây, con này thì nó size 100, tương đương với LXL. Đây, em mặc con này rồi. Đây, một con áo kiểu rất đơn giản, quá mượt lắm anh em ạ. Độ mới trên 90 nhá, mã T16, da cừu nhá, da cừu ấy. À, vai 45, bụng 51, dài áo là 67 nhá, dài tay là 61 nhá, mã T16. Ở tiếp theo này, Savvy Studio, con biker nhá, con biker. Con này cũng hàng của Hàn Quốc anh em nhé, made in Korea, tem tác mới tinh luôn này. Biker, con này da nó mềm á. À, con này size của nó size 95, size 95. Đây, quần áo biker. Con này là mã T17 này. Vai 38, bụng 48, dài áo là 71 nhá, dài tay là 60. Dài tay là 60 nhá. Con này có cả đai luôn này. Con này giống kiểu áo nữ ấy nhỉ. Con này khả năng là áo nữ rồi anh em ạ. Đây này. Áo nữ anh em nhá. Đây, bên này có khóa kéo này. Đấy. Mã T17 nhá, T17. Vai 38, bụng 48, dài áo là 71. Dài tay là 60 nhá. Con này da cừu nhá, mềm lắm. Cái áo nữ này bán rẻ đấy, con này bán 500.000 này. Mã T17 nhá, vai 38, bụng 48, dài 71. Dài tay 60. Đây. Còn con này áo nữ anh em ạ. Đây này. Đây, chị em nào vừa chốt luôn 500.000 này, bao ship. À, mã tiếp theo nhá. Em lên cho anh em một con này size L này. Con này là của cao xe à. Đây. Con áo cũng là kiểu áo cổ trụ nhá, có hai khóa này, có hai khóa kéo này. Đây, tay của nó thì nó kiểu tay tay bo có giãn nhá. Đây, trên này có một cái cúc này. Đây. Con này là mã T18 nhá, vai 43, bụng 41, dài áo là 62 nhá.
Giải áo là 62 và giải tay là 61 nhé. Giải tay là 61 này. Đây, con này là Made in China. Made in China nhé. Đây, đang ở đây anh em ạ. Con này anh em là cũng tầm size M đó. Tầm size M mặc cho em. Đây. Tầm size S. S đúng không? Con này em mặc hơi chật. Tầm size S rồi nhé. Ở mã T18 nhé. Vai 43, bụng 41. Giải áo là 62 nhé. Giải tay 61. Anh em tầm size S này. Size S này. Con biker. À, tiếp theo này. Một con áo... con này lại áo kiểu áo con này là da cừu nhá, con áo da cừu anh em nhé. Đây, rất mềm, màu rất đẹp luôn này. Đây, con này made in Korea luôn nhá, em tác mới tinh luôn. Size đây là size 77 nhá, vai 39 bụng 45, giải áo là 61, giải tay 58, giải tay 58 này. Một con áo một con da cừu rất là mềm, kiểu cơ bản đó. Túi hai bên nhé, con này không có túi luôn, có mỗi một cái túi bên này này. Ở đây có hai túi anh em nhé, nó dính vào. Bên này có một cái chữ này, Apazo này, đây, dập một cái chữ nhé. Đây, bên này thế này, tên thương hiệu của nó nhé, Apazo. Con này hàng Korea, mình Korea. Con này là mã T19 nhé, vai 39 bụng 45, giá là 61 nhé, giá tay 58. Ở đây 58 anh em nhé. Tiếp theo này, em lên một con áo da cúc bấm á. Đây. Có túi hai bên này. Đây, túi hai bên nhé. Đây. Túi hai bên nó chỉ là túi giả thôi. Đây này anh em này, không phải túi đâu. Tay của nó cũng là kiểu cúc bấm nhé, có một cúc thôi. Đây này, có một cúc ở đây rồi. Đây, bên trong là lót gió, bên trong lót gió này. Đây, con này thì là kiểu làm thủ công ấy. Nó ghi mỗi chữ Made in China ở đây rồi, mỗi cái tem này rồi. Mà con này giống áo nữ hơn ấy, mã T20. Con này giống áo nữ, con này áo nữ à. Con này bán rẻ, con này 500 rồi. Mã T45 nhé, à mã T20, vai 45, bụng 51, giải áo là 56 nhé, giải tay là 49. Con này áo nữ, em bán rẻ 500.000 này, mã T20 nhé. Ok, vậy là em Dương đã lên hết 20 mã áo da trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú quan tâm theo dõi video. Hãy gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Bye bye.